Vâng, chào tất cả các bác. Video này em sẽ mở ruột gan ba con đẩy, khủng và hó. Xác được anh em mua chủ nó là đẩy bot 1006 series 6 và một con đẩy cover BM 1002 vừa cập bến. Và một con Roland SRA 8004, 4008 nha các bác. Ba con này là dòng đẩy khủng hết nha, chơi gia đình là thoải mái. Đối với các bác chơi hai cặp loa thì tuyệt vời, các bác sẽ chơi được full 40, 30 hoặc là những cặp bot, hai cặp bot vân vân. Và em báo giá luôn trước khi em mở ruột gan để các bác cùng xem và cân đối tài chính thì alo cho em ship hàng toàn quốc. Con dưới cùng là con điện 100V và hai con trên là điện 110 và 120V. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em trực tiếp vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc, các bác nào mới mua hàng thì có thể cọc tiền em ship hàng tận nơi cho các bác nha. Hàng thì tất cả bao zin và bao chất bãi cho các bác nha. Hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và tiếp theo em đi vào que góc cạnh, nói chung là rất là đẹp nha các bác. Đây là những con đẩy thì nó có cái độ đẹp rất là tuyệt vời. Đây là bên hông nha, không phải. Đây là hông trái. Đấy. Phía sau, phía sau nó là gồm những trạm loa và trạm kết nối thôi, chứ không có gì. Đấy. Con cover và con bot và con Roland. Sau đây mời các bác xem ruột gan của ba con đẩy này. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. Con Roland là giá 9.500.000, con bot là 10.500.000 và con cover cũng giá 10.500.000 luôn nha. Về công suất thì em nào con Roland chạy 24 sò, còn hai con trên là 20 sò. Vâng, đây là ruột gan của hai ba con đẩy cho các bác nha. Trước tiên nó là con cover BM 1200 W. Bác thấy độ mới của sản phẩm nha. Đối với những con cover này thì đánh robot thì tuyệt vời rồi. Những con này rất đơn giản nhưng mà tiếng rất là hay nha các bác. Lực và căng sạch tiếng, độ chi tiết rất là rõ ràng. Em này là chạy 20 con sò Motorola và hai con 4 con hỗ trợ phía trên là tổng 24 con nha. Đấy. Thì nó nằm phía dưới nha các bác. Tất cả là nguyên zin, nó sẽ sò sắt Motorola 20 con và 24 con trên là 24 con. Các đồ Mỹ người ta làm nhìn rất là lòi. Hay là hai con tụ lục nguồn và phía trong đây là có hai con tụ lục nguồn lớn bổ trợ nữa nha, bốn tụ lục nguồn. Những dòng cover trên ví mặt họ đều ký tên và ký hiệu này. Đây, cover bên bờ ngàn hai hay là tăng phun nguồn. Đây là hai cái quạt kích điện nha, khi nóng nó mới chạy nha các bác. Này quạt từ nha các bác. Đây là cục lọc nguồn. Đấy. Nên khi các bác nghe những dòng cover và dòng boss nó tiếng nó rất sạch là nhờ cái cục lọc nguồn này. Và bên đây cũng vậy, con boss ngày 6 nó cũng sở hữu cục lọc nguồn nha. Cái lọc nguồn 20A luôn nha. Đây, đây là con boss nha. Đây là 4 cục lọc nguồn, rất là lớn. Và hai con boss và con cover đều đồng giá là 10.500.000. Tiếng hai những con này thì khỏi bàn, rất là nổi tiếng rồi. Các bác chơi gia đình thì tuyệt vời luôn. Các bác nào thích việc nhỏ gọn bố trí trong nhà thì các bác chọn cover và bot. Còn các bác thích gấu thì các bác chọn con Roland này. Roland này thì cực kỳ gấu, rất là mạnh, 800W trên 8 ohm. Các bác chơi thoải mái luôn, tăng phô xuyến rất là to. Các bác thấy cái bàn tay em nha. Đấy, nặng lắm nha các bác. Nó chạy là 24 con sò Sunken 2 vít này. 2 vít 24 con nó nằm phía dưới nữa nha, 4 lớp. Và hai tụ lục nguồn rất là to. Bác thấy mé rất là đẹp nha. Con này thì giá 9.500.000. 9.500.000. Mình nhìn thấy linh kiện kích luôn nha các bác, sử dụng kích luôn. Đấy. Quạt cực kỳ là êm của Toyo của Nhật. Đây là hút tản nhiệt của bộ 24 con sò này, rất là đẹp. Các bác là chốt con nào thì alo cho em nha. Con Roland 4008 thì giá là 9.500.000, con này thì cực kỳ gấu. Và con Bot thì giá là 10.500.000.
Boss 1006 series 6 và con Carver BM 1002 giá là cũng 10 triệu 500 ngàn. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Đây là ba con đáy bốt em giới thiệu ngày 18 tháng 8 này, thì các bác nào có nhu cầu thì alo. Hàng thì tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cho các bác nha, hàng đẹp bao riêng, hàng chưa qua tay người sử dụng nha. Các bác thấy được cái độ đẹp của linh kiện rồi, và bên trong sản phẩm rất là sạch sẽ, khô ráo.